Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video này mình sẽ dẫn mọi người dạng AirDrop đến từ ProStat. Tham gia dạng AirDrop này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đây mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram code cho mình nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu. Tiếp theo ở đây follow kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter mình nhé. Sẽ đọc qua trở lại. Mọi người like, retweet là cái liên kết. Ở đây bấm thích này, sau đấy retweet và comment username kênh dự án, kênh liên kết dự án cho mình nhé. Rồi sau đó bấm tweet lại, vào trước xem, quay trở lại AirDrop, giờ vào kênh dự án, kênh Telegram, sau đó quay trở lại, đăng ký kênh YouTube, tiếp đến là mở kênh YouTube lên. Ở đây bấm đăng ký cho mình, sau đó bấm video, quay trở lại AirDrop. Ở đây mọi người sẽ dò vào kênh channel và kênh group dự án, bấm tham gia, quay trở lại, dò vào kênh group. Rồi quay trở lại, bấm check. Tiếp tục bấm dòng AirDrop. Bấm submit data. Bấm đôn. Copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào đây cho mình. Địa chỉ ví mọi người copy địa chỉ ví ETH, địa chỉ ví BTC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Sao chép địa chỉ ví. Rồi, gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, ở đây bấm đôn. Rồi, quay trở lại AirDrop. Mọi copy lại cái link mọi người retweet và gắn username kênh liên kết nhé. Bấm sao chép này. Sau đó gửi vào Telegram. Ok, quay lại kênh YouTube và copy lại profile link kênh YouTube mọi người. Bấm avatar, sau đó bấm kênh của bạn, bấm ba gạch, bấm chia sẻ, sao chép profile link kênh YouTube, sau đó mình sẽ gửi vào Telegram cho mình. Ok, và cuối cùng bấm reach final link. Ở đây mọi người sẽ có link web, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án AirDrop này. Bấm buy lần cho dư, bấm withdraw kiểm tra ngày đủ tiền nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video ở dự án tiếp theo.